Chào bạn. Một trong những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay đó là cái nguyên lý đơn giản trong việc kiếm tiền lương thiện. Thì đây là một cái nguyên lý do một tiến sĩ, đồng thời cũng là một người đầu tiên là tỷ phú có cái tài sản đưa lên sàn chứng khoán Mỹ đầu tiên. Đó là Alan Fan. Ông đúc kết một cái nguyên lý kiếm tiền lương thiện trong cả một cuộc đời mình như thế này, là phải tạo ra cái giá trị gia tăng. Đấy. Phải tạo ra cái giá trị gia tăng, ngay cả cá nhân muốn có lương cao hơn thì phải tăng cái kỹ năng và cái trải nghiệm của mình. Nhớ là giá trị, kỹ năng và trải nghiệm của mình. Trải nghiệm cũng đồng nghĩa với là kinh nghiệm. Khi tăng giá trị doanh nghiệp ở bất cứ yếu tố nào thì chúng ta còn phải tăng cái thị giá của doanh nghiệp và của chính mình, tăng chất lượng sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh trong tiếp thị, tăng tính khả dụng của công nghệ, tăng hiệu năng của đội ngũ, tăng sức mạnh của công cụ tài chính, vân vân và vân vân, là những cái phương thức tăng giá trị phổ thông cho việc kinh doanh hàng hàng ngày. Đấy. Đối với những người mà làm công ăn lương hoặc là những cá nhân, nhân viên công ty chẳng hạn, muốn mức lương cao hơn thì cần phải tăng giá trị kỹ năng của mình và cái trải nghiệm của mình. Trải nghiệm bao gồm kỹ năng mềm, bao gồm những kinh nghiệm, bao gồm các mối quan hệ, vân vân và vân vân. Và đây chắc chắn là cái hình thức kiếm tiền bền vững nhất trong cái bất kỳ cái tình huống nào. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu một cái nguyên lý đơn giản trong việc kiếm tiền, nó được trích trong cái blog này, và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ lần lần tiếp theo.